Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, lại rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm hôm nay. Và kính thưa quý khán thính giả, cùng với chúng tôi vẫn là vị khách rất quen thuộc, đó là bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin Bình gửi lời chào đến quý khán thính giả của chúng ta. Kính chào khán giả. Kính thưa quý vị, cái nội dung của cuộc nói chuyện hôm nay của chúng tôi nó sẽ tập trung vào ba cái chủ đề, nhưng mà nó đều có liên hệ mật thiết với nhau. Cái chủ đề đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất và được cái sự quan tâm nhiều nhất mà quý vị khán thính giả có lẽ cũng đã theo dõi trong những ngày vừa qua, đó là cái cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên của hai đảng, tức là ông Trump và bà Harris. Đây nó là một cái cuộc tranh luận lần đầu tiên và có lẽ cũng thể là lần cuối cùng trước khi đi vào cái cuộc vận động tranh cử, có thể nói là vô cùng là sôi nổi và ráo riết trong những cái tháng trước mặt. Thì đấy là cái điểm chính mà lát nữa chúng tôi sẽ đi vào chi tiết để cùng mổ xẻ với quý khán giả. Cái phần thứ hai, nó cũng liên hệ ít nhiều đến cái quan điểm của các ứng cử viên và nó nói lên cái điểm nóng ngày hôm nay của thế giới, đó là cái cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Và cho đến tuần này thì nó đã có một số những cái sự vận động đối và về mặt đối ngoại, tức là về mặt ngoại giao của Ukraine, và đồng thời nó cũng có một số những cái hoạt động quân sự khá là sôi nổi. Thì điểm này chúng ta cũng sẽ mổ xẻ cập nhật một số những tình hình mới và đồng thời cũng xem là cái hướng đi đặc biệt từ phía Hoa Kỳ và đối với lại hai ứng cử viên trong cái lần này đó, họ nhìn như thế nào về cái vấn đề này. Và cái điểm thứ ba nó cũng là một cái điểm nóng nữa mà quý khán giả cũng đã biết trong nhiều tuần lễ, phải nói đúng là nhiều ngày vừa qua đó, thì cái cuộc đụng độ giữa phải nói là gây hấn thì đúng hơn, giữa Trung Cộng với lại Philippines, đặc biệt ở cái bãi cạn Sabrina, và nó đang trở thành một cái điểm nóng lớn. Và lẽ tất nhiên đây nó không phải chỉ là cái mối quan tâm ở tại khu vực mà nó là quan tâm chung của thế giới. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng tìm hiểu xem là hai ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ lần này đó thì họ nhìn như thế nào về vấn đề này. Thì đấy nó là cái nội dung chung mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý khán giả ngày hôm nay. Bây giờ trước tiên xin quay trở lại cái cuộc tranh luận rất là hào hứng, rất là sôi nổi giữa hai ứng cử viên ông Trump và bà Harris. Đây là lần đầu tiên có cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai ứng cử viên và có thể nó cũng sẽ là lần cuối cùng, là vì từ nay cho đến cái ngày bầu cử nó không còn xa. Và qua cái lần debate này, qua cái lần tranh luận này, chúng ta có thể nhìn thấy được một số những cái điểm đã được đưa ra từ hai ứng cử viên. Lẽ dĩ nhiên, kính thưa quý khán giả, khi mà trình nói về vấn đề này vào cái thời điểm này thì có lẽ quý vị cũng đã theo dõi trong những ngày vừa qua và cũng đã biết được cái dư luận nói chung, kẻ chống người khen, kẻ chê người ủng hộ vân vân, cái chuyện đó nó vẫn thường xảy ra. Và chúng ta đều biết là ngày hôm nay trong cái bối cảnh chính trị đặc biệt là tại Hoa Kỳ thì cái sự phân cực càng ngày nó càng rõ nét, và vì thế chúng ta có thể thấy được cái sự tương phản rất là rõ qua cái sự nhận định của ngay cả các cái truyền thông dòng chính của hai phía, họ đều có hai cái nhìn nó rất là khác biệt nhau, và ngay trong dư luận của quần chúng ngày hôm nay cũng thế. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng đứng ở một cái vị trí tương đối trung dung để nhìn cái vấn đề này, cố gắng trong cái hoàn cảnh khách quan nhất có thể để xem chúng ta có thể rút ra được cái điều gì qua cái cuộc debate này. Và cái điểm quan trọng hơn cả mà có lẽ chúng ta đều muốn biết là ít nhất qua cái lần tranh luận này đó thì bà Harris cũng như là ông Trump đã đưa ra cái hướng đi như thế nào trong cái việc mà sẽ quản trị cái đất nước này trong thời gian tới, cũng như là có những cái giải pháp gì cho những cái vấn đề mà hiện nay nó đang trở thành cái vấn đề lớn, không phải chỉ riêng cho nước Mỹ mà cho cả thế giới. Thì đấy là cái điểm mà chúng tôi cố gắng để mang đến cho quý khán giả. Thì xin quay trở lại về cái cuộc tranh luận vào tối thứ ba vừa qua. Thì tôi xin mời anh Bình có thể bắt đầu cái phần chia sẻ của mình. Và đó là một cuộc tranh luận gay cấn so với lại năm 2016 giữa Trump và Hillary Clinton và năm 2020 giữa ông Trump và ông Biden, thì cái trận này nó nảy lửa luôn. Thì trước khi mà cuộc tranh luận nó bắt đầu
mình thấy nhớ là một cái quy luật mà có lẽ là tất cả các ông bố Việt Nam đều dạy dạy cho con trai mình, là đừng bao giờ tranh luận với người phụ nữ trước đám đông, phải không? Tại vì mình tranh luận với người phụ nữ mà mình có thắng ấy nữa, chứ đám đông đó, thì cái cử tọa người ta cũng không mất cảm tình với mình. Cho nên đó là văn hóa Mỹ, mà lại gặp chúng một người phụ nữ mà trẻ hơn mình 18 tuổi nữa thì lại càng không nên đụng vô. Và cái người đó mà xuất thân là người công tố viên nữa thì lại càng phải đề phòng. Cho nên thật sự thì đây là một cái cuộc tranh luận mà ông Trump ông không muốn, đáng lẽ ra là ông không nên nhận lời. Nhưng đương nhiên ông Trump thì ông tự tin lắm, tại vì sau cái trận mà ông thắng ông Biden trên sân khấu rồi vào cuối tháng 6 thì ông nghĩ là, và có lẽ ông Trump ông cũng tin những người cố vấn của ông, họ coi thường bà Harris quá. Thành ra trong những ngày mà trước khi tranh luận đó, mình thấy ông Trump ông đi vận động tranh cử nhiều lắm, và ông cứ nói là tôi không cần chuẩn bị gì hết, cái này là thiên tài của tôi rồi. Thì phải công nhận, thì đây cái bài học đó là tranh luận với người phụ nữ rất là khó, một người phụ nữ trẻ hơn mình 18 tuổi nữa. Thành ra từ cái lúc bắt đầu trong sân khấu thôi, cái trên cái hình ảnh một người vừa mới 60, mà bà Harris bà trang điểm nó thấy còn trẻ hơn 60 nữa đó, chứ một người đàn ông mà 78 thì giữa trên cái sân khấu thôi là thấy bất lợi. Và bước ra ông Trump á, thì bị phạm một cái điều tối kỵ của bất cứ người đàn ông nào ở Mỹ, là gặp phụ nữ mà không chịu bước lại để bắt tay, mà bà kia bước đến bắt tay ông Trump là thấy bà đã nắm được cái tâm lý. Tại vì cái tranh luận này nè, 20% là về chính sách, 80% là cái trò chơi tâm lý, bất cứ cuộc tranh luận chính trị nào cũng vậy. Cho nên những gì mình nói ra không quan trọng, cái cách mình nói và cái cung cách. Thì cái chiến lược của bà Harris là gì? Bà sẽ cố gắng tất cả mọi chuyện và khích ông Trump. Cái chiến lược của Trump là gì chứ? Trước khi ra trận đó, thì tất cả các cố vấn của Trump họ cũng đã nói công khai luôn, và chắc chắn họ nói riêng với ông nhiều lắm. Bằng mọi giá nhớ đừng có để cho bà khích tướng mình, phải tập trung vô những cái điểm mạnh của mình và những điểm yếu của bà, là chính sách thất bại của chính quyền Biden, cột bà vô và nhấn mạnh ba cái điểm mạnh của mình: kinh tế, về di trú và về mặt ngoại giao là chuyện Afghanistan, và kể thêm những cái chuyện nữa như là an ninh trật tự ở Mỹ. Thế là đó là ba cái vấn đề lớn nhất về nội chính, và họ cứ dặn đi dặn lại là phải tập trung vào cái đó, đừng tấn công vào cá nhân bà Harris. Thì ông Trump cũng làm đúng theo kế hoạch, phải công nhận ông làm đúng theo cái chiến lược đó, và ông rất là kỷ luật. Cho đến phút thứ 30, bà Harris bà thả một cái mồi ra, bà chê là cái đám đông mà đi ủng hộ ông Trump bây giờ chán quá đi về hết rồi, thì bà đánh trúng một cái tâm lý của ông Trump. Và con người ta trong ngành tâm lý thì các bác sĩ cũng có biết là có những cái chữ mà mình nói ra cái là tự nhiên nổ sùng lên, và bất cứ người đàn ông nào mà đã từng có vợ hay là đã từng có qua bạn gái, đã từng tranh cãi với lại vợ ở nhà thì đều biết cái người phụ nữ người ta biết được một số những cái chữ mà có thể nói ra cái là tự nhiên làm cho mình bị mất bình tĩnh, người ta biết được cái yếu điểm của mình. Cho nên bà Harris bà thả cái đó ra thì ông Trump bị cắn cầu ngay tại chỗ, và ông nổi nổi sùng lên, ông bắt đầu quạt lại bà, ông chê bà trả tiền cho người ta để đi vô dự những buổi tranh cử của bà, ông quạt liên tục. Thành ra ông kể từ 6 phút 30 trở về sau đó thì thấy bà Harris bà làm chủ tình hình, và ông Trump á, vô tình đó ông làm cho người ta ông nhớ lại tất, nghĩa là ông khơi dậy tất cả những cái ấn tượng của người Mỹ không tốt về ông, là một người nóng giận và dễ mất bình tĩnh và nổi hay nổi sùng. Ông gằn giọng, và sau đó thì tiếp tục ông lại tranh luận tiếp với lại hai người điều hợp viên. Thành ra một tiếng đồng hồ sau đó thì trở thành cuộc tranh luận giữa Trump với bà Harris và hai người điều hợp viên. Cho nên là Việt Nam mình có cái câu là ba đánh một thì không chột cũng quẹt. Thì kể từ lúc đó là kiểu như ông bị thất thế. Thì đó là cái mà đương nhiên là sau khi ông về đó thì những người cố vấn của ông cũng sẽ phải rút kinh nghiệm cho cái này, để mà nếu mà có lần sau thì đây là cái bài, nghĩa là cái bài học lớn trong cái cuộc tranh luận này. Đó là cái phần tóm tắt thưa quý khán giả. Một cái điểm mà tôi nhận xét chung, tại vì tôi cũng theo dõi cái chuyện này từ đầu đến cuối, vì cái này nó rất là gay cấn, rất là hấp dẫn. Phải nói rằng là cái chiến lược của bà Harris đó là ngay từ khi mở đầu là tấn công ngay, và đúng là ở cái cương vị của một cái người đàn ông thứ nhất và cái người mà vốn được xem là tay trên, tại vì dẫu sao nhìn từ phía quần chúng đó thì bà Harris chưa bao giờ trả lời một cuộc phỏng vấn nào trước báo chí, trừ một cái cuộc phỏng vấn rất giới hạn với lại CNN, cho nên người ta không rõ lắm bà này bà sẽ phản ứng như thế nào.
cho nên người ta trông đợi rằng là có lẽ bả sẽ phải làm cái điều gì khác hơn, và quả nhiên là cái tâm lý đó nó đã cho bả một cái điểm cộng là bả đã làm một số những cái cách biểu diễn khá hơn, cho nên rõ là nó có đạt được cái kết quả và bả tấn công ngay, trong khi ông Trump thì không thể tấn công trở lại được ngay từ ban đầu, vì tấn công người phụ nữ thì dù muốn dù không nó cũng sẽ trở nên một cái điểm yếu của mình, cho nên đó là cái khó của ông Trump trong cái cách mà phải đối diện với cái cuộc tranh luận này. Nhưng mà một trong cái điểm mà tôi ghi nhận được mà không biết là anh Bình thấy như thế nào, đó là cái cách điều hợp. Đầu tiên mình nói về cái người điều hợp, đó là ông David Muir và cái bà điều hợp viên, hai người đó của ABC đó. Tôi có cảm giác là họ rõ ràng là đã thiên vị, họ đã không thực sự làm cái công việc fact check cho bà Harris, trong khi bà nói sai rất nhiều điều, mà ngược lại thì họ lại tranh luận và fact check với lại ông Trump rất nhiều lần. Thì tôi cho rằng đấy đó là một trong những cái điểm mà về phía điều hợp viên đó họ đã không thực sự đóng được cái vai trò đó một cách là trung dung. Anh có thấy được cái điểm đó không? Không phải mới đây, khoảng chừng 8 năm rồi. Từ cái ngày mà ông Trump ông đứng ông tuyên bố truyền thông báo chí Mỹ là kẻ thù của nhân dân, thì đương nhiên là tất cả các đài truyền hình kể từ đó về sau đã 8 năm rồi, họ đã có cuộc tranh, nghĩa là cuộc chiến dai dẳng với ông Trump. Tại sao ông nhận lời ABC? Đây là một cái lời hứa lúc mà ông Biden còn là ứng cử viên. Thì sau cái cuộc tranh luận đầu tiên ở trên CNN, ông Trump thấy là ông dễ ăn quá rồi. Thành ông tự tin, ông nói sẵn sàng chấp nhận chất lượng lần tới ở ABC. Và đến lúc mà bà Harris thấy chỗ ông Biden thì ông Trump cũng bắt đầu ông lo đó, nhưng mà ông vẫn coi thường bà Harris đó, và những người cố vấn của ông Trump thì rất coi thường bà Harris, phải công nhận. Ông Trump suốt đời ông chưa bao giờ gặp bà Harris, bà Harris cũng chưa gặp ông Trump, ông chỉ biết về bà đó qua những gì các cố vấn của ông Trump nói, và những người cố vấn của ông Trump phải xét lại những người cố vấn của ông Trump có giỏi hay không, phải xét lại coi chừng chính họ đang hại ông. Thì chính vì cái tự tin đó ông mới nhận lời ở trên ABC, vì không nhận lời đó thì ông sợ bị mang tiếng, bà Harris và tiếp theo phải chọc ông hoài mấy cái, những cái tuần đầu tiên đó mình còn nhớ. Thành ra ông chấp nhận, thì chấp nhận rồi gần đến ngày bắt đầu tranh cử thì ông chính ông Trump lại nói tôi không tin ABC, ABC đó cũng là một cái đài fake news, ông nói trước với người ta rồi. Thành ra ông đã tự ông đã tuyên chiến với lại hai người điều hợp rồi trước cái cuộc rồi bắt đầu. Thì lúc mà ông nói như vậy thì bất cứ cái người mình làm truyền thông mình biết, lúc mà ông nếu mà có một người ứng cử viên nào đó nói SBTN là đài fake news, tôi không tin hai người này đó, ông Việt với ông Bình, thì mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Được rồi, ông nói như vậy phải không? Tôi sẽ fact check ông ngay tại chỗ luôn. Tôi mướn bốn người ngồi sau ra và họ đoán trước những cái gì mà ông sẽ nói ra nữa. Để ông fact check, để họ fact check. Thành ra họ hit ông chỗ nào đó là ông bị khựng liền rồi. Và mình làm truyền thông mình cũng biết, nếu mà ra tranh luận với cái người điều hợp một ba đó là một lần nữa ba mà chọi một đó, thì không chọn cũng què, một mình ông Trump mà phải chọn với ba người, một người trên sân khấu, hai người trên bàn điều hợp, và đằng sau hai người đó là chắc khoảng chừng 20 người nữa ngồi trước máy để mà phát check ông liên tục. Và ông Trump thì ông nổi tiếng từ cái ngày mà ông bước xuống cái thang máy từ 9 năm trước, ông là nổi tiếng là cái người tuyên bố rất là những chuyện động trời, mà trong đó, đó thì có lẽ ba chuyện đúng và bảy chuyện nói trời ơi đất hỡi, hoặc là những nó đúng nhưng mà ông phóng đại lên, thì đó là cái style của ông Trump, nó cũng chẳng phải cái tội gì đó, cái style của ông. Nhưng mà sinh nghề thì tử nghiệp, nếu mà mình đụng trúng những tay mà chuyên viên về fact check thì họ sẽ làm mình bị vấp, và mỗi một lần mà bị vấp như vậy đó thì thấy cái khuôn mặt của ông Trump đó, ông khựng lại liền, và nó lại tạo không thấy một cơ hội cho bà Harris, bà lại dạy đời ông trở lại. Thành ra thay vì ông Trump đó, thay vì ông bỏ thì giờ ông trình bày cái chiến lược của ông thì ông không còn gì à, tại vì bà Harris cứ tấn công bà ông hoài à. Thành ra cứ đến giờ của ông có 2 phút ông là phải ông phải defend, bảo vệ cho cái lập trường của ông, những cái thành tích của ông trước đây, và rồi ông không dàn được, thành ra ông sẽ để dành thêm 1 phút nữa để ông chửi lại bà Harris. À, bà để cho ông chửi, bà muốn cho ông như vậy, bà ngồi bà cười mà mình thấy cái lúc mà cái khuôn mặt của bà lúc mà ông nói, ông mà càng chửi bà thì bà lại càng cười mỉm, tại vì bà biết ông đang chửi các người phụ nữ độc lập ở nhà, thành ra bà cứ ngồi và cười mỉm mà bà cứ khích hoài. Và ông Trump không biết sao, vì không có cố vấn bên cạnh, không chắc ổng, cho nên ông cứ tiếp tục ông tấn công bà, và ông hả dạ lắm. Và những cử tri của ông Trump cái khổ là vậy, họ ở nhà họ bố tay, họ rất là thích cái đó, cho nên ông lại càng tấn công. Nhưng mà ông quên mất một chuyện là
hiện giờ ông chỉ có 48% số phiếu thôi, ông cần phải thuyết phục 2% còn lại ở Pennsylvania, ở Georgia, ở Michigan. À, thì đối với những cử tri đó thì ông càng tấn công về thì ông càng bị phí cái thì giờ đi, thì đó là chúng cái kế của bà. Tôi chỉ muốn chia sẻ một cái point mà tôi vừa mới mới đưa ra đó, là cho dù gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng là cái người điều phối viên đó họ phải đứng được ở cái vị trí công minh để họ đặt câu hỏi, và họ làm việc này với người này thì họ phải làm cái việc này với người kia, nó phải rõ như vậy thì nó mới đúng là cái vai trò của người điều phối viên, chứ anh không thể thiên lệch. Và rõ ràng lần này thì mình thấy rất rõ là vì sau đó thì người ta cũng đã nói rất nhiều những cái chuyện mà bà Harris bà nói sai chẳng hạn, ngay cả cái chuyện liên quan tới khai thác dầu khí đá phiến chẳng hạn, hay là những cái chuyện liên quan tới cái project 2025 chẳng hạn, ông Trump đã từng rất nhiều lần nói là ông không có liên hệ đến, nhưng mà bà vẫn tiếp tục cột ông vào đó, và bên này họ không có fact check là cái chuyện đó để nói rằng hey, ông Trump không nói chuyện đó, và cứ như thế nó lặp đi lặp lại. Và đó nó là Yeah. Cái lý mà do là tại tôi vì thấy họ họ bận để họ phát check ông Trump, và phải công nhận ông Trump thì ông nổi tiếng là ông cứ hay có nổ thể lên đã bất đành thì cứ nó là chuyện gì như trên vậy, đời nhưng mà này á. họ bận mặt này nhưng mà họ lại không bận mặt kia. Nếu mà họ có cả một cái staff ngồi đằng sau thì họ dư biết, và cái người bình thường xem thấy cũng dư biết là những cái chuyện gì cần phải phải nhắc. Thì đấy là một cái sự kiện nhỏ mà tôi trông thấy nó liên quan tới cuộc debate này. So với cái lần debate trước đây với lại ông Biden thì có lẽ là cái ban ban điều họp đó, đó họ tương đối trung dung hơn nhiều. Lần này thì mình thấy rõ là thiên vị, cho nên cái đó nó cũng là một trong những cái yếu tố mà làm cho cái người xem đó nếu mà có một chút phân tích và nhận định thì mình thấy ngay nó có cái chuyện gì không ổn ở cái chỗ này. Bây giờ mình đi qua một cái điểm mà tôi cho rằng nó có lẽ chúng ta cũng sẽ cần phải tìm hiểu nhiều hơn, và riêng cá nhân tôi thì tôi cũng muốn biết là những cái điều gì mà ông Trump hay là bà Harris sẽ nói đến mà mình thực sự quan tâm. Những cái vấn đề mà mình đã biết liên quan đến vấn đề kinh tế, vấn đề lạm phát, vấn đề mà nó ảnh hưởng tới giá cả mà mọi người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay đang phải hứng chịu, và đó là cái câu hỏi đầu tiên nữa mà được đặt ra cho bà Harris thì bà né, bà không có trả lời. Tôi muốn biết những cái sự kiện tương tự như vậy thì nhân đây có thể mình mổ xẻ một vài cái chủ đề thôi, liên quan đến vấn đề nội chính, vấn đề kinh tế vân vân. Về đối ngoại thì có lẽ ít nhiều gì nó sẽ liên hệ đến hai cái đề tài kế tiếp mà chúng ta sẽ đề cập tới, cho nên mình dành cái thời giờ còn lại trong cái đề tài liên quan tới cuộc debate này để nói về về việc đó. Thì trước tiên anh Bình nghĩ thế nào về một số những cái hồ sơ chính mà đã được đưa ra? Ba vấn đề chính về mặt mình nội trị. Thứ nhất là chuyện kinh tế, là chuyện câu hỏi đầu tiên luôn. Thứ nhì là chuyện di dân. Thứ ba là chuyện quyền phá thai. Thì bảo là ba chuyện mà nó nổ lớn nhất và không nhận là hấp dẫn nhất. Cái câu đầu tiên mà hỏi về kinh tế thì rõ ràng là bà Harris bà không có câu trả lời được. Hỏi 4 năm trước, so với 4 năm trước, người dân cái người hỏi thay mặt cho một người cử tri hỏi là sau 4 năm trước thì cuộc sống của tôi có khá gì hơn không? Bà Harris, bà cái người làm bà thất bại câu đó. Cái câu đó là một cái câu mà bất cứ ứng cử viên nào, tổng thống nào cũng phải chuẩn bị để trả lời, và đương nhiên bà Harris bà phải trả lời cái đó. Có một câu hỏi trả lời rất dễ mà bà miss mất. 4 năm trước có nhiều người Mỹ họ đang nằm trong nhà thương. Và như cá nhân em, hồi 4 năm trước vào tháng 9 năm 2020 đó, khi mình đang nằm ở nhà, mỗi lần đi ra đường đeo mặt nạ, và một tuần mình đi mình đọc hết hai ba cái cáo phó của những người thân mới qua đời, thì giờ 4 năm sau đó, thì đó là một cái chuyện rất là nhỏ, cuộc sống của mình đã khá lên, tuy là lạm phát nó đủ thứ đó, đủ thứ chuyện lạm phát, di dân lậu, đủ mọi chuyện đó. Nhưng mà mình ra đường mình không cần phải đeo mặt nạ nữa và mình ngồi chơi với nhau, thì nói cái đó thôi đó, cái đó rất là dễ nếu mà bà Harris phải chuẩn bị chưa. Nhưng mà bà lại chọn cái style khác, bà không dám trả lời cái câu đó trực tiếp, bà chỉ đưa ra một số những kế hoạch mới thôi cho tương lai, tức là bà nói chung là bà tránh cái câu hỏi đó và bà đưa ra người ta hỏi gì hỏi bà cứ tập trung vô cái mà bà muốn nói, thì ít nhất bà cũng đưa ra được cái kế hoạch kinh tế của bà, hay hay dở thì tùy mọi người. Thì trong đó là có lẽ bà nhấn mạnh nhất là một cái kế hoạch, một cái đề nghị mới về mặt giảm thuế, khấu trừ thuế lên đến tối đa là 50.000 cho tất cả những cái doanh nghiệp nào mới vừa mở ra, thì cái đó là hấp dẫn chứ phải không. Và đó là bà, cái đó đây là bà lấy từ cái playbook của Ronald Reagan và Bush đó. Cái thứ nhì sẽ trợ giúp 25 ngàn cho tất cả gia đình, những người nào mà mới mua nhà lần đầu. Và cái thứ ba là 6.000 đô la cho mỗi cặp vợ chồng mà mới sinh con, mỗi đứa nhỏ mới sinh ra. Thì ba cái điểm là ba cái điểm hấp dẫn nhất, thành ra bà nói ra.
Nhưng mà thay vì khai triển cái đó thì bà lại quay vào bà tấn công Trump liền, ngay từ bà tấp Trump liền về kế hoạch kinh tế của Trump là sẽ tăng thuế 10 đến 20% cho tất cả hàng nhập cảng vào nước Mỹ. Thì đáng lý ra cái phần ông Trump trả lời đó, ông phải tấn công cái kế hoạch của bà Harris, tại vì nó có nhiều cái điểm hở lắm về mặt kinh tế. Nhưng mà ông Trump á, ông lại cũng bị trúng mưu của bà, là bà ông bảo vệ cho cái chính sách thuế của ông. Bà Harris á, bà tiếp tục bà tấn công Trump, ông là cái người đòi tăng thuế cho người dân và tôi là cái người đang muốn giảm thuế cho người dân. Thì cái này nó Mỹ nó gọi là flip the playbook. Nó rất là khôi hài, là một ứng cử viên dân chủ lại tấn công một ứng cử viên cộng hòa về cái chuyện là tăng thuế cho dân, mà trong khi ứng cử viên cộng hòa đó thì là phải đứng ra thủ. Thì ông Trump ông bỏ hết thì giờ mấy phút sau đó, ông để bảo vệ cho cái chính sách mà đánh quan thuế của ông. Ông nói là thuế tốt lắm, đây là một cái phương tiện mình sẽ kiếm được cả trăm tỷ. Nhưng mà càng nói như vậy thì ông lại càng mới bắt mua của bà Harris. Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ mà có ứng cử viên tổng thống cộng hòa mà lại phải bảo vệ cho một chính sách thuế về cái đề nghị tăng thuế, trong khi đó ứng cử viên dân chủ thì lại đòi giảm thuế cho dân. Thành ra cái đó là một cái mà rốt cuộc thì người dân ông Trump ông không có dịp ông nói hết cái kế hoạch kinh tế của ông, mà người coi thì người ta chỉ còn nhớ là một chuyện thôi: Trump lên thì sẽ có tariff, Trump lên sẽ có tariff và đánh thuế nhập cảng thì chắc chắn là giá nó sẽ lên. Bất cứ một chủ chợ nào đã từng nhập cảng hàng từ ngoài ngoại quốc vô, nếu chính phủ đánh thuế mình thì mình sẽ tăng giá lên để mình bù lại phần nào. Cái người bán sẽ tăng giá, người mua sẽ chịu cái giá đó. Như vậy thì vật giá nó sẽ lên thôi chứ nó không giảm được. Đó thì đó là cái ấn tượng và để lại. Cho nên cái phần kinh tế đó thì rất tiếc là các hai người đều họp, họ cũng không có khả năng để họ đi vô chi tiết, họ bắt bẻ mọi bên. Thì rốt cuộc nó tạm thời là điều anh hai cái vấn đề kia là Tôi di hiểu, trú và tại vì rõ ràng là cái tình hình lạm phát ngày hôm nay giải quyết như thế nào thì bà Harris không có trả lời được câu hỏi đó và bà né, đương nhiên mà là kể cả ông Trump. đúng. Tại vì thực tế là như vậy, cả hai người có lẽ họ biết, mà nếu họ không biết thì cố vấn của họ phải giả thuyết cho họ biết cái nguồn gốc của lạm phát là gì. Thứ nhất, chính quyền Biden đã chi quá nhiều, và đó cái việc mà bội chi đã bắt đầu từ năm cuối cùng với thời ông Trump, và sau đó ông Biden lên chi, và tất cả mọi người mình đều biết đó, phải mọi người mình đều nhận được ba cái check, trong đó có hai cái check có chữ ký của ông Trump, một cái là của ông Biden gửi về. Thành ra chính cái tình trạng bội chi đó nó đã dẫn đến lạm phát. Và quỹ dự trữ liên bang liên tục trong 2 năm họ giữ lãi suất đến mức mà thấp đến mức thậm tệ luôn để họ kích thích kinh tế, nhưng mà họ kích thích quá độ. Thì bây giờ đó, đó mình chịu cái hậu quả này. Thì cái giải pháp duy nhất bây giờ đó, không có tổng thống nào có thể chữa được hết á. Hãy học cái gương của ông Reagan 40 năm trước, chính là cái quỹ dự trữ liên bang là cái cơ chế mà nó kiểm soát được tiền tệ của Mỹ, và đó đó là cái thuốc trị. Và thực sự thì Jerome Powell sau 2 năm đầu thất bại, bây giờ ông biết thôi, và 2 năm vừa rồi đó ông đã kiểm soát được. Bây giờ lạm phát nó xuống còn khoảng chừng, theo báo cáo mới nhất ngày hôm qua thì còn 2,5%, thì cái thuốc nó bắt đầu nó work rồi đó. Cho nên thực sự đó, cả hai tổng thống đó, không cần phải làm gì hết, chỉ cần là đừng làm bậy nữa thôi. Đối với bà Harris thì đừng có chi thêm, đừng có vẽ chuyện ra để chi để mà, và đối với trường hợp ông Trump thì đừng đánh thuế cho dân nữa. Bây giờ mà hít cái thuế nhập cảng thì chắc chắn là hàng hóa nó sẽ lên. Tôi À, nghĩ thì đó cái là này, cái bài học tôi nghĩ kinh rằng tế. là nó là hai, nó là một, nó cái vấn đề này thưa quý khán giả nó khá là phức tạp. Cái phân tích của anh Bình Thật sự nó đơn giản lắm nó ạ. Đây là bài học căn bản của kinh tế nhưng mà mà thế cả này, hai người để đều tôi không chịu chia học kinh tế sẻ, hết. nhưng mà thế này nó có Vâng, điểm có quan gì ạ? trọng thế này, ví dụ như cái đề nghị của bà Harris mà giảm thuế 50% cho cái các cái 50.000, tối đa là 50 vậy, ngàn tối thiểu 50 ngàn 50.000. tối đa cho những cái công ty mà mới lập nghiệp nhỏ. Thực ra mà nói đó thì nó đã có những cái dự luật thuế để cho tất cả những công ty mới lập nghiệp nếu mà trong 3 năm đầu mà lỗ thì đều có thể khai được. Cho nên thường đó thì họ đều sử dụng những cái loại ngân Không, sách cái này không phải nhỏ. lỗ ạ. Đây là những cái chi phí đầu tư, Không, tôi hiểu chứ, tại vì không đầu phải tư nó lỗ. sẽ lỗ, bao giờ cũng vậy, khi mà họ bắt đầu mở ra một cái thì bao giờ Tức họ là rất mình nhiều tiền đầu đầu tư, tư. mình remodel là cái tiệm bán hàng hay là mua máy móc về, thì nó chưa phải chi phí. Nó cho hiện giờ nó cho mình khấu trừ trong vòng khoảng 7 năm. Thì cái thay đổi này á, nó sẽ cho người ta khấu trừ liền ngay lập tức, hoặc là Nhưng mà để cái vấn dành. đề tôi muốn nói ở đây đó là qua cái phân tích chẳng hạn như là thêm mấy chục ngàn vân vân gì đó, tất cả những cái cách đó đó nó không phải là cái bài toán lớn để giải quyết cái nền kinh tế và lạm phát ngày hôm nay. Và theo như một số các kinh tế gia đó, khi mà đưa tiền vào, tôi lấy ví dụ như là
khấu trừ 50.000 cái tiền thuế vân vân gì đó cho những cái nhà kinh doanh mới đầu đó, thì lập tức nó sẽ trở thành, nếu không khấu trừ thì lập tức tức đó nó trở thành cái tiền mà đầu tư, và nó cũng lại đi vào trong cái tiền mà họ sẽ sử dụng để mà giải quyết cái vấn đề công ăn việc làm vân vân, và có thể nó sẽ đi vào trong cái giá thành khi mà họ bán ra các cái sản phẩm. Cho nên dầu muốn dầu không đó thì nó vẫn đi vào trong cái túi của người tiêu thụ, dù cách này hay cách khác thì cái người tiêu thụ sẽ phải tính tới cái đó. Bây giờ nói về cái trường hợp tariff, cái vì nó xảy ra cái chuyện tariff và ngày hôm nay cái chuyện của ông Biden đó là còn đánh tariff cao hơn là cái thời của tổng thống Trump nữa Dạ đối với không, cái không hàng, có tăng gì đặc hết. biệt Ông là Biden ông giữ tất cả những cái quan đối với thuế hàng của thời của Biden Trung Quốc đối thì với cao Trung hơn, Quốc. Trung Quốc thì cao hơn. Đúng Và cái vậy. điều đó nghĩa là gì? Là vì nó bị mất cân bằng về cái cán cân chi phó và Có xuất một số mặt hàng chiến lược, đó. ví dụ như là xe điện thì ông Biden không Đúng có tăng rồi. thuế lên. Nhưng mà không phải vì mục đích để thu tiền, mục đích là để bảo vệ một cái kỹ nghệ chiến lược của nước Mỹ. Đó là vấn đề. Đúng như thế, khi mà tăng cái tariff lên, nó mục đích là để cản bớt cái hàng nhập cản và kích thích các cái kỹ nghệ nội địa. Tại vì nếu mà Ừ. không đó thì có thể các cái mặt hàng nội địa đó Thì không hai cạnh người tranh không phản nổi. đối cái chuyện mà tăng thuế đối với Trung Quốc. Đúng, Cái mà hai cái bên vấn đề đang đặt tranh ra luận đây với là nhau làm là sao quân tăng bình được thuế. tất cả cái đó. Cái đề nghị của ông Trump như thế này, tăng thuế từ 10 đến 20% trên tất cả mặt hàng, kể cả tất cả những đồng minh của Mỹ trên thế giới này. Trong khi Tập Cận Bình nó thì đang mở rộng thị trường của Trung Quốc cho tất cả các nước phi châu nhập cảng tự do. Và Mỹ thì đưa một cái món quà 10%. Thì mình có thể tưởng tượng Trung Quốc á, họ sẽ copy cái đề nghị này cho mỗi một tòa đại sứ của Trung Quốc, họ gửi đến từng nước một, tất cả những nước nghèo thế giới đang phát triển. Đấy, đây là cái đề nghị của Trung Quốc, đây là cái đề nghị của Mỹ đây, quý vị chọn bên nào? Thì cái sự Và cái chọn lựa này đó, mình nói nhìn, nếu mà nhìn đó. từ phía Trung Quốc thì nó là một cái vấn đề khác, Cho là vì nên hàng của Trung Quốc không có xuất cảng sang Phi Châu nhiều được, cho nên cho dù là có, cho dù nhưng không mà người Phi đánh thuế họ Châu cũng họ không có cần bán được nhập vào nhiều, Trung Quốc, thì người đúng, Trung và Phi họ Châu có họ thể tiếp mong được tục nhập vào làm, Trung Quốc. nhưng mà một phần lớn các hàng của Trung Cộng đó là vào Âu Châu và vào Hoa Kỳ, cho nên cái vấn đề thuế đó nó sẽ làm cản bớt Không, chung các cái cái mặt này là hàng mà thuế sản mà xuất Mỹ sẽ dư đánh thừa. lên các mặt hàng ở các nước phía châu, ở Việt Nam, ở Thái Lan, ở Philippines. Mỹ sẽ đánh thuế, cái đề nghị của ông Trump là như vậy. Lý Mỹ do sẽ là đánh thuế vì lên tất đúng cả các mặt hàng là vì đó. tất cả các cái quốc gia đó nó có thể nhận hàng của Trung Cộng để rồi từ đó xuất cảng sang Không, ông Trump không nói, ông chỉ đó. nói là tất cả các quốc gia mà sản xuất ra Thì hàng đấy, hóa nhập nhưng vào nói Mỹ tóm thì lại ông đó sẽ đánh thì thuế. đây nó là một cái bài toán mà tôi cho rằng nó tạo ra một số những cái nhìn là tương đối, mình hơi đi sâu vào cái Thật này ra thì cái ý hơi của ông nhiều. Trump nói rất là rõ, mà tại vì mình không chịu nghe ông thôi. Ông nói là tất cả các mặt hàng ở khắp thế giới đi vào Mỹ thì ông sẽ đánh thuế ít nhất là 10%, Cái lên lý đến do đơn giản 20%. thôi là Đó. có như thế theo cái nhìn của ông Trump thì mới kích thích được, đem các cái công ty ngoại Việt của Mỹ đầu tư ở ngoại quốc đó, đem về nước Mỹ Đúng tạo vậy. công ăn việc làm, và đồng thời giúp cho các cái mặt hàng sản xuất nội địa không phải bị cái cạnh tranh quá mức Đúng với vậy. các hàng nhập cảng. Cho Đó nên là đây cái ý tốt của ông. là cái kích thích kinh tế để kích Chắc thích chắn là chung. không ai cãi được. Đó là cái ý tốt của ông. Nhưng Mỹ nó có một cái thành ngữ như vậy: The road to hell is paved with good intention. Tức là cái con đường mà đến địa ngục đó, nó toàn là ý tốt cả. Ý tốt là một chuyện, nhưng mà cái hậu quả như thế nào là chuyện khác. Bây giờ cả thế giới đang bị cái áp lực, bị cái sự quyến rũ kinh tế của Trung Quốc. Mỹ cần những đồng minh để thay thế Trung Quốc cung cấp hàng cho Mỹ, xây dựng lại cái chuỗi cung ứng mới. Mà trong lúc đó những đồng minh đó họ cần cái gì? Họ cần cái cơ hội để chúng tôi có thể cạnh tranh được với hàng Trung Quốc. Thái Lan, Philippines, họ cần cái cơ hội đó để hạ Trung Quốc. Mà bây giờ mình đánh thuế 10%, 20% lên thuế của họ, những nước mà đồng minh của Mỹ, trong đó có Mexico là cái nguồn cung cấp lớn ở Mỹ, và Ấn Độ nữa, và những nước đồng minh chiến lược của Mỹ, họ cần cái nguồn hàng, mà mình hít họ 20% thuế thì làm sao mà họ cạnh tranh được với Trung Quốc 10%, nhưng đó, mà thế này, từ 10 tôi đến cho rằng cái 20%. đưa ra là cái nhìn tổng quát, nhưng mà trở lại cái điều mà nãy giờ chúng ta đang nói Và chưa kể cái nữa là người dân nghèo đó, nếu mà mình hít 10% lên tiền nhập cảng thì Costco với Walmart nó sẽ tăng tiền hàng đồ nó lên, tại vì họ nhập vô với giá 10% nữa thì chắc chắn họ sẽ tăng tăng hàng tăng giá lên, nhưng có mà thể họ nếu tăng được phải mà 10%. nếu như vậy thì ta lại phải nói rằng nếu họ nhập hàng từ Trung Quốc thì họ sẽ đánh chịu đó, nhưng mà nếu họ lấy hàng từ bên Mỹ thì họ sẽ không bị cái đó. Đúng vậy, nhưng mà nếu họ lấy hàng từ Mexico thì họ sẽ bị 20% Nhưng mà nếu họ lấy hàng từ Mỹ đó.
Cho nên vấn đề là lại khuyến khích những người mà sản xuất tại Mỹ, họ có thể tiếp tục bán hàng được nhiều hơn với cái giá rẻ hơn và cung cấp Dạ, cho người dân nhiều những hơn. cái người Đấy là mua một đó thì tiên. là phải trả thêm tiền, tức Họ là sẽ nó trả sẽ dẫn cái đến giá lạm rẻ phát hơn ở thôi. bên Mỹ, họ đồng ý là họ sẽ phải trả cái giá rẻ hơn của Mỹ, những cái mặt hàng sản xuất tại Mỹ, và như vậy Không sẽ à, kích thích hàng ở cho Mỹ thì người chắc Mỹ. chắn nó sẽ mắc hơn là hàng Mexico. Bất cứ người nào đi chợ Costco đều thấy hàng ở ngoài quốc bao giờ nó cũng rẻ hơn hàng Mỹ. Thành ra nếu mà mình đánh thuế ngoại quốc thì cái người làm ở Mỹ được lợi, nhưng mà cái người mua hàng đó, cái người nghèo mà phải đi mua đồ đó thì họ phải trả thêm 10 hoặc 20% nữa. Và cá nhân em là một người mà đi mua đồ ở chợ 99 xem quanh năm suốt tháng, mình thấy biết được rõ ràng luôn cái hàng nào nó đến từ đâu. Đôi khi mình đi mua đó vì cái tật hay mua đồ rẻ không nói gì, mà tật mà mình đi để ý coi cái nguồn hàng nó đến từ đâu thì mình biết rõ được là cái ảnh hưởng của một cái thuế nhập cản nó sẽ như vậy, 10% Nhiên trên trong tổng cái số vấn đó. đề này đó thì nó có một cái chi tiết mà có lẽ nó liên hệ đến Trung Cộng, là vì hiện nay đó Trung Cộng nó đang rơi vào trong cái tình trạng là sản xuất quá dư thừa các cái mặt hàng, kể cả cái mặt hàng nhỏ đến cái mặt hàng cao cấp. Cho nên hiện nay đó là Trung Cộng có cái nhu cầu là phải Nhu bán cầu. tống bán tháo, bán với giá rẻ, càng bán nhiều càng tốt, và nếu như vậy đó thì nó sẽ tiêu diệt tất cả các cái hàng xuất hàng mà sản xuất từ các quốc gia ở, nói chung là các quốc gia sở tại. Điển hình như Thái Lan ngày hôm nay đó, vì bị tràn ngập bởi hàng của Trung Cộng đó, cho nên ngay cả các cái hãng xưởng mà sản xuất tại Thái Lan đó ngày hôm nay có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng. Đó là cái bài toán. Cho nên Trung Cộng nó sẵn sàng nó bán với cái giá rẻ, có thể cho không nữa, và đó là cái vấn đề. Và nếu mà như vậy mà đưa vào Mỹ đó thì nó sẽ tiêu diệt các cái hãng xưởng của Mỹ Cho nên vì cái biện với cái pháp ở giá đây là cần có rẻ. một cái quan thuế đặc biệt cho hàng Trung Quốc, và chỉ có hàng Trung Quốc thôi, tại vì mình cần phải tạo cơ hội cho các nước khác họ cạnh tranh với hàng Trung Quốc, cho Cái đó nên thì phải tập đúng, trung nhưng mà nó vô lại cái cái rơi quan vào thuế một cái thôi. tình trạng khác đó, Đó. là các quốc gia nhỏ hơn, ngay cả Việt Nam em đang bị điều tra đó, là nhập hàng từ Trung Cộng rồi sau đó bán sang Mỹ, và vì vậy cho nên được hưởng cái hối suất, cái suất thuế rẻ. Và đó là những cái bài toán mà bây giờ có thể là Phi Châu cũng thế thôi, họ Và sẽ Bộ Lao nhập động đó, họ hàng. đang làm việc Đúng, liên tục để họ điều tra về những cái đó. Cho nên nếu mình tìm được cái chứng cứ đó thì thẳng tay trừng phạt những nước đó. Đó đó thì thì cái đúng. giữa bà Harris và ông Trump thì không khác nhau về chuyện đó. Bà Harris bà không bao giờ chưa bao giờ bà phản đối cái chuyện mà đánh thuế Trung Quốc hết. Và chính quyền Biden đó, họ còn đánh thuế xe điện 100% nữa mà. Nhưng mà hai bên bất đồng ý kiến với nhau. Đó ở cái chỗ là đánh thuế nhập cản cho tất cả mọi nước, kể cả các đồng minh của Mỹ, thì hai bên lại có cái tranh chấp lớn đó. Thành ra cái đó là cái quyết định của cử tri thôi, chứ thực sự đó thì cũng không phải nói cái nào đúng cái nào sai cả. Cái Đúng việc như của thế. nhà phân tích về kinh tế là mình chỉ đưa cái sự chọn Và thực ra thì tôi nghĩ cái bài toán này nó còn lớn lắm, nó còn dài lắm, là vì thì giờ nó không cho phép, cho nên mình không có thể đi sâu hơn nữa để có thể phân tích được ngọn ngành để xem cái lợi hại của từng phía. Tại vì thực tế mà nói đó thì chúng ta cũng chưa rõ lắm cụ thể cái hướng đi của bà Harris về mặt kinh tế, giải quyết cái chuyện tình trạng lạm phát ngày hôm nay như thế nào, cũng như là trường hợp của ông Trump. Cho nên đến nay thì ta chỉ biết là với cái thực tế này đó nói thì về cái kế hoạch thuế đó thì cả hai người đều đưa ra hai kế hoạch rất là chi tiết, không còn khả nào chi tiết hơn, nhưng mà trong cái cuộc tranh luận không có giờ nói thôi, thì cả hai bên đều đưa lên trên cái website của họ cái khác biệt giữa hai bên. Ví dụ như một bên thì muốn tăng thuế công ty lên 28%, một bên thì muốn giảm xuống 20%, và hai bên có vẻ ông Trump ông không có cơ hội ông nói cái điều này ra, nhưng mà cái người mà phó tổng thống, ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump đó, thì ổng cũng đồng ý với cái nguyên tắc là nên tăng cái số tiền tax credit cho mỗi gia đình có con nhỏ. Hiện giờ thì nó là 2.000 cho mỗi đứa con nhỏ, thì hai bên có vẻ đồng ý với nhau là sẽ tăng số tiền đó. Chưa biết là nó có lên đến 5 hay 6.000 không. À. đấy là những cái điều thưa quý khán giả, xuyên qua cái cuộc tranh luận vừa rồi đó thì quả thật chúng ta cũng không rõ lắm đâu, tại vì giống như anh mình cũng nói ngay từ đầu và chúng tôi cũng cảm nhận như vậy đó, cái mục đích chính của cái cuộc tranh luận lần này đó cũng không nhằm để mà thuyết phục những người đảng viên của Dân Chủ hay đảng viên của Cộng Hòa, là vì tất cả những người đó đó họ đã biết họ bầu cho ai rồi. Cái vấn đề lớn nhất của ngày hôm nay đó là cả hai phía làm thế nào để thuyết phục được cái người gọi là cử tri độc lập, mà Mỹ nó gọi là independent voters đó. Và cho đến ngày hôm nay thưa quý khán giả, theo như New York Times trước cái cuộc debate đó, họ làm cái thống kê để cho thấy cái con số mà independent, tức là cái người mà cử tri độc lập đó, nó lên tới 18%. Đây là một số rất lớn, và cái 18% này đó sẽ quyết định
cái kết quả sau cùng của cái cuộc bỏ phiếu lần này, là vì chính những người đó họ sẽ chọn lựa. Và cái mục đích của cuộc debate này, hay là ngay cả trong hai cái đại hội đảng vừa rồi đó, cũng không ngoài cái mục đích là làm thế nào thuyết phục được những cái người cử tri độc lập đó để họ tin tưởng và bỏ phiếu cho mình. Cho nên đấy là cái bài toán lớn nhất mà ngày hôm nay, theo như những gì nhận định của New York Times sau cái ngày debate đó, thì họ nói rằng là bà Harris có thể thắng thế trong cuộc debate. Tuy nhiên, đối với những cử tri độc lập mà họ làm cái thống kê ngay sau đó đó, thì nó vẫn không thay đổi gì. Cái điều đó cho thấy rằng là cái cuộc debate vừa rồi nó chưa thực sự tạo được cái tác dụng để làm thay đổi cái suy nghĩ của người cử tri. Và vì thế, tôi nói cử tri độc lập đó, trong những cái tháng trước mặt đó, chắc chắn là hai đảng đó và hai ứng cử viên đó sẽ phải vận động tối đa để làm thế nào thuyết phục được những người cử tri độc lập này. Vì chính những người này trong tương lai họ sẽ là người quyết định. Thì đấy nó là một cái chuyện mà chúng ta có thể thấy được ngày hôm nay xuyên qua cái cuộc mà tranh luận vừa rồi. Thưa quý khán giả, mình cũng đã dành hơn nửa tiếng để mà nói chuyện về cái này, và tôi chắc một điều đó là có thể dành cả ngày nói cũng không hết đâu, là vì nó còn rất nhiều những cái chi tiết khác nữa. Ít nhất là chúng ta có thể có được một cái bức tranh tương đối tổng quát về cái cuộc debate vừa rồi. Cho nên ai thắng ai thua cho đến ngày hôm nay, chúng ta chưa thể nói được theo cái nghĩa là qua cuộc debate này. Và có kẻ khen người chống, có người chê, vân vân, nó nhiều mặt lắm. Và nó chỉ cho tôi thấy một chuyện thôi, là qua cái cuộc debate vừa rồi đó, chúng ta không nhìn thấy được cái điểm chung nào mà cả hai phía đều có thể gặp được nhau. Nói một cách khác là cái sự phân cực đó nó còn rất rõ và rất lớn. Cho nên hẳn trong cái môi trường chính trị mà nó phân cực như thế này đó, thì chắc chắn là nó sẽ có những cái sự lựa chọn khó khăn của các cử tri khi mà phải quyết định mình chọn ai. Thì cái đó tùy vào quý khán giả. Đó là cái chuyện mà sau cùng, đó là cái người sẽ quyết định. Đến đây thì tôi nghĩ rằng mình phải bước sang một cái đề tài kế tiếp, và nó có liên hệ đến, cũng quan trọng lắm. Thưa quý khán giả, đấy là cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Và chúng ta biết là qua chương trình này, quý vị đã theo dõi rất nhiều khi mà nói về Ukraine. Chúng ta biết rằng ngày hôm nay cái tình hình của Ukraine đó, nó đang ở một cái vị trí mà có thể nói rất là tế nhị, và nó ở cái bước ngoặt, một cái ngã rẽ quan trọng mà nó có thể ảnh hưởng đến cái tương lai của Ukraine. Vì chúng ta có thể thấy được là cái cuộc chiến này đó, nó đi vào trong nó gọi là cái cuộc chiến tiêu hao, là Nga tìm mọi cách để mà phá hủy nước Ukraine, kể cả hạ tầng cơ sở, và Ukraine thì tìm mọi cách để mà chống đỡ. Và gần đây họ đã mở một cái cuộc chiến ở bên lãnh thổ của Nga, là cái vùng Kherson, và cho đến ngày hôm nay thì nó cũng không có cái điều gì mới hơn, ngoại trừ một số cái cuộc tấn công dồn dập của Nga vào các thành phố lớn của Ukraine, cũng như là Ukraine đã mở những cái cuộc tấn công lớn bằng drone vào ngay luôn cả thủ đô của Moscow, và một số các cái chung cư lớn cũng đã bị oanh tạc, và các cái phi trường quân sự của Nga. Nhưng mà nói chung đó, thì dường như nó không có tạo thêm được một cái bước tiến nào từ hai phía. Thì câu hỏi được đặt ra là liệu cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu, nó có kết thúc được hay không? Và nhìn vào cái hướng đi lớn của thế giới ngày hôm nay, dường như là Nga cũng đã mệt mỏi, và phương Tây kể cả Hoa Kỳ cũng đã mệt mỏi. Cái cuộc bầu cử sắp tới nó cũng là một cái yếu tố quan trọng nữa để có thể quyết định cái chuyện của Ukraine. Thì trong cái bối cảnh này, chúng ta nhìn Ukraine và cập nhật cái tình hình cũng như là đánh giá như thế nào về cái vấn đề của nó, thì tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ cái suy nghĩ của anh. Đây là một cái xin share với ba quý khán giả bản đồ cập nhật của Viện Nghiên cứu về tình hình quốc tế về cuộc chiến ở Ukraine. Thì sau hơn một tháng, cái chiến dịch mà tấn công của Ukraine vào cái vùng Kursk của Nga, quân đội Ukraine họ đã tiến sâu ở cao điểm, mà tiến sâu vào khoảng chừng 30 mai. Cho đến bây giờ thì mặt trận nó, cái vùng màu xanh là những cái vùng mà có thể kiểm chứng được là Ukraine vẫn còn kiểm soát được. Và những cái vùng màu vàng, trong tuần lễ vừa rồi có lẽ một cái biến cố lớn nhất là bên phía Nga họ đã bắt đầu những cuộc phản công nhỏ nhỏ để mà tái chiếm được một số đất mà họ bị mất trong cái tháng đầu tiên. Thì theo như bên Nga nói, họ đã tái chiếm được một số những cái miếng đất nhỏ nhỏ, những cái vùng vàng này, đây là những cái vùng giao tranh,
họ đã đẩy lùi lại Ukraine được phần nào. Thành ra ít nhất thì bên phía Nga họ chặn được cái cuộc tấn công của Ukraine, không có đi sâu thêm được, không có đi vô tới thành phố Kursk là thành phố chính của cái tỉnh này. Nhưng mà mặt khác thì cái cuộc phản công của Nga nó cũng chưa có đẩy lùi được quân Ukraine ra khỏi nước Nga, giống như là ông Putin ông đã hứa. Thì nó có nhiều cơ hội nó trở thành một cái cuộc chiến dai dẳng, giống như là cuộc chiến ngay trên đất nước Ukraine. Và Ukraine họ đang cho người Nga uống cái thuốc mà Nga đã đem qua cho họ, tức là cái thuốc đắng này, là cái miếng đất này nó có thể nó bị mất lâu dài. Và bên Ukraine bây giờ cũng chuẩn bị đào ra thông hầm để mà đổi thi công qua thủ. Thành ra Nga Nga không có dễ gì mà đẩy quân Ukraine trở về Ukraine được. Và cùng lúc đó là thì ở trên không, trong tuần lễ này, trong tuần vừa rồi này, có một cái biến cố mà gây chấn động về tâm lý, là có một lần nữa bên Ukraine là mở một cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái không, mà lần này họ đi tới tận thủ đô Moscow. Nếu mà mình nhìn vào cái bản đồ giữa Ukraine và Nga thì nó lớn, và có một con đường mà từ biên giới đi đến thành thủ đô Moscow nó gần 700-800 mile, cho nên máy bay không người lái mà đi xa được như vậy mà có thể control được thì nó là một cái kỹ thuật mà bên Nga cũng không nghĩ là Ukraine có được, mà nhất là đi vô đến tận mục đích tấn công nữa. Cho nên cái bên Nga có vẻ bị bất ngờ. Họ nói là họ bắn hạ được mấy chục chiếc máy bay không người lái của Ukraine, nhưng mà rốt cuộc có ít nhất là 140 chiếc nó đã lọt ra khỏi cái vòng vây và đã tấn công vào những cái căn cứ của Nga ở Moscow. Ngay cả một cái building, một cái công sở của Moscow cũng bị tấn công, không có giá trị về quân sự. Bên Ukraine họ chỉ muốn hit cái building này, cái tòa nhà cao ốc này, để họ giăng mặt với người Nga, chứng tỏ với Nga, cho cái dân Nga thấy là đó, tụi tôi đã đến rồi và tụi tôi sẽ còn trở lại. Thì phải công nhận đây là một cái đòn tâm lý lợi hại của Ukraine. Đấy là cái tình hình mà chúng ta có thể trông thấy khi mà trong cái tuần vừa qua thì chúng ta cũng biết là đã có rất nhiều những cái cuộc vận động và Ngoại trưởng Blinken cũng như là ông Ngoại trưởng Anh tức là Starmer đã có mặt ở tại Kiev hôm thứ tư vừa qua để mà gặp ông Tổng thống Zelensky. Một trong những cái điều mà ông Zelensky ông yêu cầu có thể nói là sử dụng liên tục là làm ơn cho ông sử dụng những cái vũ khí mà đã được cung cấp đó để tấn công vào những căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ Nga, tại vì đấy là cái nơi mà nó xuất phát ra những cái bom lượn cũng như là các cái hỏa tiễn để mà bắn phá vào trong cái lãnh thổ của Ukraine. Và đương nhiên đây nó là một cái cách mà để tấn công vào cái cơ sở hậu cần, nhưng mà cho đến khi mà chúng ta thực hiện cái chương trình này đó, ngay cả có sự có mặt của Blinken đó, thì cái lời yêu cầu đó vẫn chưa được công nhận. Và nghe đâu là ông Thủ tướng Anh đó sẽ sang bên Hoa Kỳ để gặp ông Tổng thống Biden trong cái weekend này, và chúng ta sẽ xem là nghe ông Blinken hứa là cái hồ sơ này cũng sẽ được đem ra để thảo luận, và nếu có thì nó cũng có thể là một trong những cái phương tiện để mà giúp ngăn chặn phần nào cái đà tiến công của Nga cũng như là cái việc mà tấn công vào lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên nó cũng chỉ mang tính giai đoạn. Cái câu hỏi được đặt ra mà tôi muốn nhờ anh Bình có thể chia sẻ cái suy nghĩ của anh đó là nếu nó đi vào cái chỗ mà có thể nói là bế tắc như thế này đó, và có lẽ ông Zelensky cũng đã chuẩn bị cho mình và cho đất nước của mình một cái giải pháp chính trị. Tại vì dù muốn dù không thì cuộc chiến này nó cũng sẽ phải chấm dứt, và nó chỉ có thể chấm dứt ở trên cái bàn đàm phán. Là vì rõ ràng là Nga không thể chiếm được toàn thể Ukraine và Ukraine cũng không thì giải quyết như thế nào. Thì anh có ý kiến gì về cái việc này? Theo nhận định của bên Mỹ và các đồng minh hiện giờ thì cái họ biết là sẽ có phải có cái giải pháp chính trị, nhưng cách duy nhất để mà thuyết phục Putin ngồi xuống mà nói chuyện nghiêm chỉnh là phải cho thấy là thứ nhất không thể thắng được ở Ukraine, và càng kéo dài thì càng hao mòn quân, cái nguồn lực Nga sẽ bị hao mòn sức và cũng có thể lại sẽ thua. Thành ra một khi sợ thua thì bên cái người Nga họ sẽ có thiện chí, họ sẽ nghiêm chỉnh hơn đàm phán. Vì vậy cho nên Zelensky cái việc mà xâm chiếm và tấn công quân Nga cũng như cái chuyện mà chuẩn bị cho hỏa tiễn, dùng hỏa tiễn tầm xa để bắn vào lãnh thổ Nga, tất cả đó là một cái đòn tâm lý. Nhiều khi á, nói trở lại với chuyện hỏa tiễn, có thể sẽ không cần phải dùng đến cái hỏa tiễn của Mỹ và của Anh để mà bắn vào lãnh thổ Nga đó. Chỉ cần là cái lời dọa thôi. Nếu Putin nghĩ là Mỹ và Anh đã đồng ý rồi
chỉ cần bắn một lần trước thôi thì tự động quân đội Nga họ sẽ dời hết tất cả máy bay của họ ra vô những cái phi trường xa hơn, sâu trong lãnh thổ Nga, thì họ sẽ không có dùng những cái phi trường, hay là bên Ukraine đạt được mục đích rồi, họ không dùng những cái phi trường ở gần biên giới để mà cho máy bay lên tấn công vào Ukraine. Thành ra chỉ cần cái lời dọa đó đôi khi nó có hiệu lực hơn là cái chuyện làm. À, vì vậy cho nên cái việc mà đây là một những cái quyết định rất quan trọng. Và ngày thứ tư vừa rồi đó thì ông Biden ông có trả lời với nhà báo trong lúc mà đi ngang qua phòng họp vậy thôi, ông nói là tụi tôi đang suy nghĩ về chuyện đó. Thì bên Nga họ cũng đoán rồi, cho nên chưa gì là Bộ Ngoại giao Nga họ đã la làng nữa, nói Mỹ với Anh thế nào cũng cho Ukraine sử dụng hỏa tiễn để tấn công tụi tôi và tụi tôi sẽ có những biện pháp để trả đũa, nhưng mà không nói rõ biện pháp nào. Thì cái đầu tiên là họ sẽ làm cái gì, họ sẽ dời tất cả máy bay của họ vô sâu trong nội địa Nga. Thành ra nội cái đó thôi là bên Ukraine đã đạt được mục đích rồi. À, thì với Cái việc cái đó chiêu thì vừa đánh vừa đạt. họ đã làm rồi, tức là một số các cái căn cứ và phi trường quân sự của Nga đó đã phải rời sâu rồi, là Đúng vì rồi. những cái phi trường mà cách biên giới vào khoảng chừng 500 600 cây số đó thì đã bị oanh tạc rồi, đã bị và cái phi cơ không người lái của Ukraine họ họ tấn công rồi. Một cái chi tiết khác mà nó có liên hệ đến đó là Iran đã chính thức cung cấp, và cái này thì Hoa Kỳ cũng như Anh đã công bố chính thức các cái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, tầm trung cho Nga. Và cái việc này đó thì không phải chỉ tuyên bố suông, mà chính bên Anh, của Bộ Ngoại giao Anh đã mời đại sứ, không phải là đại sứ mà là đại biện đó, tức là cái cơ quan lớn nhất cho đến nay chưa có đại sứ đó của Iran triệu hồi đến đến Bộ Ngoại giao để mà chính thức nói về cái việc này. Thì mặt khác đó thì Iran cũng lại cho rằng là cái chuyện nó không có, cho nên họ cũng lại mời triệu tập đại sứ của Anh, của Mỹ, của Hà Lan và đến Bộ Ngoại giao của Iran để mà có thể là giải thích. Cho nên rõ ràng đó là cái áp lực đến từ phương Tây với Iran nó lại cũng là một cái bước nữa để cho Putin thấy rằng là cái việc này nó cũng không có đơn giản và nó có thể nó gặp áp lực từ nhiều phía. Riêng đối với lại ông Zelensky đó thì qua cái cuộc viếng thăm vừa rồi của hai bộ trưởng ngoại giao Anh và Mỹ đó thì lại nhận được thêm khoảng 1,2 tỷ Mỹ kim viện Tỷ trợ, rưỡi. tỷ rưỡi, thì đấy nó cũng là một cái tin trước mặt tốt cho Ukraine để họ có thể tiếp tục làm cái công việc cần thiết của họ. Một cái điều mà có lẽ là cái cuộc gặp gỡ tại trong tháng 9 này ở tại Hoa Kỳ, nhân cái cuộc mà có cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đó, thì ông Zelensky có thể ông sẽ sang New York một lần nữa và cũng có thể là phải gặp lại ông Tổng thống Biden, và trong lúc đó có thể nó sẽ có một vài cái cuộc gặp gỡ nữa chăng. Nhưng mà ít nhất chúng ta biết rằng đó là cuộc chiến này thì có thể nó sẽ phải đi đến cái chỗ chấm dứt. Và gần đây hơn cả là tuần trước thôi thì chính Putin cũng lại nói tới cái chuyện là chấp nhận đi vào cái chuyện đàm phán, không hiểu là theo cái nghĩa là đàm phán mà áp lực Ukraine phải công nhận những gì ông ta đưa ra trước đây, hay là một cái thiện chí cho thấy rằng là sẵn sàng có thể ngồi vào bàn đàm phán. Thì nhìn chung mà nói thì cái tình hình của Ukraine có lẽ nó cũng đang gặp hay là đang phải đối diện thì đúng hơn là những cái vấn đề lớn mà cái cuộc sắp xếp của các quốc gia phương Tây cũng như là của Ukraine với nhau và với Putin, nó cũng là một trong những cái điều quan trọng mà chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi xem nó có những cái chuyển biến gì nữa hay không. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này chắc chắn trong thời gian tới nó sẽ có rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta sẽ phải đề cập đến. Và đến đây thì thưa quý khán giả, tôi xin dành khoảng 10 phút còn lại đó để nói về cái tình hình ở tại Biển Đông. Chúng ta biết rằng đó là cái bãi cạn Sabina đó nó trở thành cái điểm nóng trong mấy cái ngày vừa qua, đó là cái cuộc đụng độ giữa Philippines, phải nói cho đúng hơn là cái cuộc gây hấn của Trung Cộng với Philippines và các cái tàu hải cảnh của Trung Cộng đối với lại tàu hải cảnh của Philippines và cái tàu Mackerel đó của Philippines đang neo đậu tại cái bãi cạn Sabina, nó đang có vấn đề. Và vì vậy cho nên nó là một cái điểm nóng của ngày hôm nay. Nó có những cái chuyển động gì thì tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ cái suy nghĩ của anh. Sabina Shoal đó, mà Philippines gọi Escobar, thì nó trở thành cái điểm này là điểm nóng lớn nhất của Biển Đông trong tháng 9 này, trong tháng 8 và tháng 9. Thì không ai có thể ngờ. Thật ra đó thì
Bên Philippines chắc họ cũng phải lo trước rồi, mình người ngoài không ngờ thôi, chứ còn Philippines chắc họ đã lo xa từ lâu rồi. Thì trước sau thì Trung Quốc sẽ ăn ngắm nghe chỗ này và cái bãi cạn. Thì trong trong 10 ngày này vừa rồi, trong tuần vừa rồi thì cũng may là chưa có thêm một cái biến cố gì ở ngay cái bãi cạn đó. Hiện giờ cái vấn đề đó là chiếc tàu cảnh sát biển lớn nhất của Philippines đang đóng ở cái bãi Sabina thì đã bị hít một lần vào cuối tháng 8 và bị lủng, bị móp một một chỗ ngay cái đuôi. Có lẽ là cái chiến lược của của Trung Quốc bây giờ, hiện giờ hiện trường đó, họ đã đưa ra khoảng chừng một chục chiếc tàu cảnh sát biển và hàng chục chiếc tàu khác, những chiếc tàu mà đánh cá đó, nhưng mà cũng nghi là của cái lực lượng dân quân trên biển, bao vây chung quanh cái bãi cạn Sabina để thứ nhất cản không cho Trung Quốc, cho Philippines đưa đồ tiếp liệu vào cho chiếc tàu lớn này. Và chiếc tàu lớn này đó mà nó di chuyển một cái thôi là nó sẽ bị mất chỗ liền. Nếu mà nó di chuyển ra khỏi cái bãi đó thì cái hình dáng nó hình chữ C đó, nó có đường vô và đường ra, nó một cái ao lớn ở giữa biển và tương tự như là bãi Cỏ Mây. Thành ra một khi chiếc tàu này mà đi ra khỏi cái ao đó rồi thì là sẽ không có vô chỗ vô lại được. Cho nên mình Philippines phải túc trực chiếc tàu đó, phải để nằm thả neo nằm ở đó. Thì có lẽ cái chiến lược của Trung Quốc đó là cứ dụ cọ quẹt miết để cho chiếc này nó bị lủng lỗ đến lúc mà nó phải đi về về cảng để mà nó sửa. Mà một khi mà nó rời khỏi chỗ đó thì tàu Trung Quốc sẽ chám chỗ. Cho nên bên Philippines đó, thì giờ bằng mọi cách sẽ phải giữ chiếc tàu đó đó và gửi đồ tiếp liệu vô. Nếu không đi đường biển được thì phải đi vào đường trực thăng, có thể phải dùng máy bay để thả dù xuống. Trên mặt trận ngoại giao thì bên Philippines họ cũng vừa đánh vừa đạp. Trong tuần vừa rồi thì Thứ trưởng Philippines có đi qua Trung Quốc, gặp Thứ trưởng Trung Quốc, có một cái buổi họp cũng tương đối cao cấp, chưa giải quyết được gì cả, hai bên chỉ lặp lại cái lập trường của mình. Ông Marcos, tổng thống Marcos, ông có triệu tập một cái hội nghị tạm gọi là hội nghị thượng đỉnh bán chính thức, mời nhân cái dịp mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp ở New York vào cuối tháng này. Thì bên Philippines họ có mời 20 nước đồng minh của họ, có Mỹ, Nhật, Úc và rất là nhiều những nước đồng minh mà ủng hộ cái lập trường của Philippines sẽ họp lại nhau bên lề cái cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để bàn tính một cái kế hoạch làm sao để giải quyết cái vấn đề của ở ngay tại Sabina. Nhưng tin giờ chót, trước khi mình thu hình đó thì Marcos vì tình hình quan trọng anh ông không có đi được, ông sẽ gửi ngoại trưởng của Philippines đi qua và sẽ họp với lại 20 ngoại trưởng của 20 nước. Cũng trong cái tinh thần đó thì tôi nghĩ rằng là bên Philippines họ cũng bằng mọi giá để họ phải giữ, và theo như là ông tư lệnh hải quân của Philippines đó, thì tại vì Trung Cộng đã có cái dọa là sẽ kéo cái tàu này ra khỏi cái nơi đó, thì ông dứt khoát ông bảo là chuyện này mà nó dĩ nhiên đối với ông cái ngôn ngữ của ông đó, mà đụng vào cái tàu này mà kéo nó đi đó là coi như tuyên chiến rồi đó, tại vì họ neo đậu ở đó mà. Thì có lẽ là theo như mình nói đó là có thể đụng tiếp tục có là va chạm để tạo vấn đề, nhưng mà sớm muộn gì đó thì cái chuyện này nó sẽ quay trở lại thôi, là vì những người thủy thủ ở trên đó, những lính ở trên đó họ sẽ phải nhận được đồ tiếp tế và bắt buộc là Philippines cũng phải mang đồ tiếp tế tới. Và liệu lần này thì người ta vẫn thường nói đó là tất cả những cái chuyện mà trong cái vùng xám này mà khi Trung Cộng leo thang thế này đó, thực chất không phải là để dọa Philippines mà là để đo lường cái phản ứng của Hoa Kỳ, xem là Hoa Kỳ sẽ như thế nào, ra làm sao, hỗ trợ gì. Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đó cũng có mặt ở Philippines vào tuần trước, thì ông ta đã tuyên bố rất là rõ ràng là sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng mà dĩ nhiên là khi Philippines yêu cầu thì họ sẽ hỗ trợ trong cái chuyện mà hộ tống để mà tiếp tế. Mặt khác đó thì chúng ta biết là Trung Cộng ngày hôm nay đang có một cái hội nghị, nó giống như là cái hội nghị Shangri-La mà Trung Quốc có muốn cố gắng để mà thực hiện đó, về về quân sự đó, tại Hương Sơn. Thì cái phản ứng của quân đội lần này thì không có Trương Ngụ Hiệp nhưng mà có người khác thấp hơn, thì nói năng rất là cứng rắn, tỏ ra rất là hung hãn. Thì có lẽ đây nó cũng là một cái cách để mà chứng tỏ rằng là cái phản ứng của Trung Cộng rất là quyết liệt đây, xem mọi người sẽ tính như thế nào. Thì sau cùng trở lại thì tôi nghĩ rằng đây nó là cái bài toán mà Trung Cộng đang muốn thử lửa với Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ thì hiện nay đó cũng có cái thái độ cũng khá là dứt khoát trong chuyện hỗ trợ cho Philippines. Tuy nhiên vì có đã thiết lập được cái mối gọi là liên lạc quân sự đầu tiên kể từ 2 năm nay đó giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, cho nên có thể sẽ giảm thiểu được cái chuyện đối đầu hoặc là đụng độ không cần thiết
Nhưng mà dù muốn dù không thì cái bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ ngày hôm nay nó cũng khá là tế nhị, do đó Mỹ cũng không bao giờ muốn có bất cứ một cái chuyện gì nữa xảy ra tại Sabina. Thì trước cái khó khăn này đó thì anh Bình có thể kết luận ra sao về cái tình hình ở nơi đây? Bên Mỹ, Trung Quốc có lẽ họ sẽ có một cái chiến lược của Trung Quốc là nhân cơ hội này bố trí và làm cho Philippines là nản lòng, và họ sẽ họ áp lực thắt nặng ở Sabina để rồi sau cùng họ nhượng bộ đổi lấy một cái lời cam kết nào đó liên hệ đến bãi cỏ mày. Hai cái này, hai cái cục đá này nó nằm kế bên nhau và nó mà số mạng nó gắn chặt với nhau. Nếu mà Trung Quốc kiểm soát được tình hình ở Sabina thì bên Philippines bắt buộc sẽ phải đổi Sabina lấy bãi cỏ mày thôi, tại vì Sabina nó nằm gần Palawan hơn cho nên nó quan trọng hơn. Thì Trung Quốc muốn đặt, nó cũng không khác gì nhiều với cái chiến lược của Putin ở Ukraine, là muốn đặt Philippines một cái chuyện đã rồi và rồi sau đó ngồi xuống chia đất lại thỏa hiệp, có một cái điều nào đó để cho hai bên đều vui vẻ, là giải quyết cái bế tắc. Thì nhưng cái hoàn cảnh của ông Biden đó, khoảng chừng 2 tháng trước đó, thì ông rất là rối ren, không muốn có thêm một cái biến cố gì ở Biển Đông nữa. Nhưng mà Biden ngày hôm nay thì lại khác với Biden của 2 tháng trước. Biden bây giờ không có chuyện gì làm nữa, ông chỉ còn 4 mấy tháng nữa trước khi ông ra đi thôi. Thành ra ông sẵn sàng, nếu mà bên ông tập mà thử Mỹ thì ông Biden không có chuyện gì mà ông muốn hơn nữa là ông để làm một cú để đời, tại vì ông đã 80 rồi, ông đâu sợ chết nữa. Cho nên đây là cái mà bên Trung Quốc phải lược, là bây giờ đụng trúng một ông cụ mà ông còn không có gì để mất nữa. Thành ra cái này là một điều mà đáng gờm chứ phải không? Nhưng mà cái vấn đề đặt ra cho Biden đó là có thể ông dám làm, nhưng mà có thể đảng ông do ông làm lại biểu là làm mà không tin là tới chốn đó, thì có thể là sẽ thua cuộc bầu cử, cho nên là Và cái thế bà Harris á, bà rất của là mong không có cái gì mà hấp dẫn hơn cho một đảng đang cầm quyền nếu mà có một cái chiến công. Tưởng tượng có một cái cuộc đụng độ với Trung Quốc mà bên Trung Quốc họ gọi là step down. Đó, thì đây là một cái chiến thắng, nghĩa là bất cứ cái đảng cầm quyền nào trên thế giới cũng như ông Tập vậy đó, ông cũng mong có một cái chiến thắng. Nhưng mà nếu mà đó, thành ra hai bên á bây giờ cũng hai bên phải cẩn thận, tại vì hai bên bây giờ cũng đang có nhu cầu muốn muốn score một cái điểm lớn với lại cái cử tọa của mình, nhất là bà Harris, bà đang cần có một thành tích lớn. cái đó thì À, thành khác, cái đó là khác. Nhưng mà chỉ sợ rằng nếu đụng một phát mà nó lại giống như Afghanistan đó là coi như là hết tan hàng. Nếu mà đụng mà cuối cùng đó nó lại là một cái thảm bại giống như thời rút quân đó của Afghanistan sẽ chết. Cho nên tôi cho đây rằng không sẽ không đây phải nó là là một một cuộc vấn chiến, đề. nó sẽ là một cái vụ đụng độ ở trên đảo, Thì thì cái đấy, này là nhưng mà một cái cái cuộc rất đụng độ quan trọng này đó mà nó đó. không mang lại cái mà nó ngoặc kép gọi là thắng lợi cho Hoa Kỳ đó thì có Đúng thể rồi. là vấn đề. Cho nên đấy nó là cái chuyện mà tôi Dạ. cho rằng nó cũng rất là khó khăn chứ không phải không đâu. Dạ. Và hai bên Đúng đều đang thử sức nhau. À, có lẽ Tập Cận Bình anh ta cũng 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 phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, vì nếu không thì chính anh ta cũng có vấn đề ở trong nước nữa. Cho nên đây nó là một cái lối suy nghĩ mà nó đều là con dao hai lưỡi cho cả hai phía. À, riêng đối Philippines Và chiến lược của Philippines á, là họ cũng không mong là có chuyện nó xảy ra, tất cho nên nhiên họ mới đang dùng cái chiến lược ngoại giao. họ là nước Dạ. yếu cho nên là chuyện Dạ. gì mà có đụng ra thì cuối cùng họ cũng là cái người thiệt thòi, cho nên Thì giờ họ mong họ là hai đã là đồng phải minh của phải giao Philippines thôi. Đúng sẽ rồi. cùng với nhau áp lực lại Trung Quốc để cho Trung Quốc Rồi. nể mặt và nhượng bộ phần nào. Đến ngày hôm nay thì ít nhất theo như là tôi được biết đó, thì đã có 40 quốc gia sẽ tham gia vào cái cuộc hội nghị này. Cho nên đấy nó là một con số khá là tích cực cho Philippines. Thì Dạ. chúng ta sẽ chờ xem, tại vì chúng ta biết rằng đó Philippines họ có cái hướng đi mà tôi cho rất là khôn ngoan. Mặc dù họ đã có một cái chỗ dựa vững chắc với Hoa Kỳ đấy, nhưng họ vẫn tiếp tục mở rộng cái quan hệ của họ và lấy thêm cái sự hậu thuẫn của rất nhiều các quốc gia khác để củng cố thêm cái vị trí, cái vai trò của mình ở tại khu vực để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tôi cho rằng đây là cái bước đi vô cùng là sáng suốt của ông Marcos. Vâng, kính thưa quý khán giả, tất cả những điều mà chúng tôi vừa mới chia sẻ nó mang cái tính thời sự và đồng thời nó cũng còn rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta chưa thể nói hết được, kể cả cái cuộc tranh luận vừa rồi giữa ông Trump và bà Harris. Thì chúng ta mong rằng là thời gian tới chúng tôi sẽ mang đến cho quý khán giả những cái tin tức mới hơn, tốt hơn, để mà có thể định liệu được tất cả những cái chuyện mà xảy đến. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý khán giả vào chương trình kỳ tới.